Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại vlog tiếp theo của mình. Thì ở vlog ngày hôm nay mình sẽ làm lại một video lần trước, đó là mình có thả một chiếc diều mini 50cm thôi các bạn ạ. Đấy, thì nó chưa thể bay lên cao, nó chỉ bay là gì thấp thôi. Thì lý do của nó có khả năng là do diều khá nhẹ các bạn ạ, diều nhẹ. Nên mình sẽ quyết định làm clip ngày hôm nay để làm giúp nó nặng hơn và trang trí cho nó đẹp hơn, để cho nó có thể bay lên cao được hơn nha mọi người nhá. Thì đây, thì trên tay mình đang cầm chiếc diều đó đây. Mình sẽ trang trí nó là sẽ làm thêm ba cái đuôi ở đây nữa các bạn nhá. Ba cái đuôi ở bên này và ở dưới nữa, để giúp nó đẹp hơn và giúp nó nặng hơn và để cho nó có thể bay lên cao được hơn nha mọi người nhá. Ok, mọi người hãy chờ xem. Ok, và để tạo ra cái đuôi mà mình sẽ lắp vào con diều sáo nhỏ mini của mình thì mình đã chuẩn bị ở đây những tờ giấy như thế này các bạn nhé, những tờ giấy đã qua sử dụng. Và mình sẽ chia nhỏ tờ giấy này ra với khoảng cách 2cm mỗi ô theo chiều dọc các bạn nhé. Mình sẽ lấy kéo cắt ra. Kết nối những mảnh giấy nhỏ lại với nhau để tạo thành một chiếc đuôi dài như các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi chỉ cần việc nối nó vào con diều thế là xong. Ok. Ok, đây là con diều của tôi này. Đấy, với ba cái đuôi ở giữa tôi sẽ để ba đuôi với chiều dài rất dài các bạn ạ. Đây, và các bạn xem dài miên man luôn, nó phải lên đến 4m nha các bạn nhé. Đấy, và còn ở hai bên ria đây. Và còn ở hai bên ria, hai bên của cánh phải và cánh trái ấy, thì tôi có để hai đuôi. Và đuôi này rơi vào khoảng 1,5m nhé các bạn nhé. Ok mọi người nhá. Đây con diều lần trước của tôi đây. Nó nhẹ quá, tôi nghĩ là vậy, nó không lên được. Bây giờ tôi đã gắn thêm mấy cái đuôi đây. Rất đẹp, đẹp hơn nhiều lần trước các bạn nhỉ. Và tôi hy vọng lần này nó sẽ bay lên để cho nó đẹp hơn nữa. Ok, bắt đầu thả nhá. Thành công nha mọi người. Bay đứt diều. Các bạn nhớ là lần đầu tiên diều sáo mà thả được bằng dây chỉ không đấy, đẳng cấp chưa? Này, cho các bạn ra xem dây này, dây mỏng chứ dây chỉ, nó là chỉ mà các bạn. Đấy,
À nhìn này mỏng, dây chỉ đấy nhá, không phải dây dù đâu. Wow, cao quá. Các bạn thấy tôi có nhiều không? Các bạn thấy bố con là tôi có cao không? Tôi đang bật diều để đi về đây. Thực sự rất tuyệt vời. Chỉ cần lắp thêm với cái đuôi thôi mà nó đã bay lên được. Rất tuyệt vời. Quê đó các bạn ạ. Mà nó đẹp diều hơn bao nhiêu luôn đây mọi người. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quá đẳng cấp. Diều cỏ đất Việt Nam nó bay được. Rất cao luôn, wow. Cái này càng lên đấy nhỉ. Đó là cao luôn. Lớp cao thành gì luôn. 3, 4 lên. Xuống một vùng nước không có và lúa rất đẹp mọi người. Ok, mình kết thúc video đây nhá. Và cuối cùng con diều của mình đã bay được. Con diều 6 nhỏ nhất của Việt Nam đã bay được các bạn nhá. Mình cần đổi thêm cái đuôi này thôi. Đã bay lên được, bay cao, bay đẹp luôn. Bắt đẹp luôn, đi tập rất là đẹp đấy. Đấy thì mình kết thúc video. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình và cách đăng ký kênh nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.